Đang ở đồn cảnh sát. Bé Ngân vừa đi thi lái xe lên P. P là paper, để có nghĩa là practice, có nghĩa là sau đầu tiên là phải học cái learner, tức là gì, bắt đầu học tập lái. Learner có nghĩa là tập lái, thì sẽ có một người có cái full license, tức là phải có cái như là được cấp phép là hả, người này có đầy đủ cái chức năng, đầy đủ tất cả kinh nghiệm mà nó mới được lên lái xe, lên cái full. Thì cái người nào mà có cái full license thì người đó sẽ được dạy người học trò tập lái, tức là luôn luôn nào cũng có người lái xe. Bên đây học lái xe cũng không cần phải tốn tiền, mời thầy, ai muốn tốn tiền thì mời thầy dạy mấy giờ thôi, tại 1 giờ mắc lắm, 1 giờ 1 giờ mắc lắm, mình như 50 60 ạ, 50, 1 giờ 60, mấy gần đóng 60, mà học mấy giờ ạ. Thì xong xuôi bắt đầu từ đó cho đi là ngồi với cha với mẹ, với người mà có cái full license. Có nhiều người có không cần thầy, không cần đóng tiền, đúng không? Đây, đây có mấy người vô thi bằng lái. Đây nè, mấy người ở đây mà họ đi hái trái cây, họ mặc mấy cái đồ màu sáng vậy đó. Hả? Bắt buộc. Hello. Ok. Hả? Mấy người vậy đó, đội nó vậy đó, họ đi hái trái cây. Thì khi mà họ hái trái cây vậy, họ mặc đồ sáng sủa vậy để cho dễ thấy. À, đây là đây biểu tượng của cảnh đồn cảnh sát này. Đây ông này em đang ngồi chờ bé Ngân đi thi. Thì khi bé Ngân mà nếu nó đậu cái P thì nó từ đây sắp đi cho nó sẽ tự lái một mình, không cần người ngồi kế bên. Và nó phải trả cái tiền cái pi đó, là pi này là đầu tiên là pi đỏ, pi đỏ pi xanh chẳng nhớ nữa, pi đỏ pi xanh. Trong vòng 3 năm phải trả 140 đô. Rồi sau đó 3 năm rồi bắt đầu nó sẽ pi xanh, là pi phở màu xanh. Thì cái chữ màu xanh á, biết không, pi phở màu, chứ chữ màu xanh là pi phở chữ màu đỏ. Rồi bắt đầu nó sẽ, rồi có người đến học lái xe đây. Đây ở đây cái người mấy người mà tập lá, mấy người mà qua hái trái cây đây nè, người nãy là chắc người người ở đảo á, người đảo họ được quyền, họ qua đây được, họ xin với visa dễ lắm, tại vì người người Úc họ tạo điều kiện cho. Rồi còn cái nhà đó thì đó, thì sau này nó sẽ đậu lên. Rồi bé Ngân đi về nè, thấy chiếc xe màu đỏ chạy tới không? Đó, chiếc xe đỏ thấy không? Đó, xe đỏ là xe đỏ con đó. Nó chạy về không? Hay là nó rồi. Rồi thi xong rồi đó. Bắt đầu từ 8 giờ rưỡi chắc khoảng đi 8 giờ 45. Bên là 8 giờ 45 thì giờ đậu. Rồi. Ông thầy ở trong đó, ông ngồi trong đó, ông này chắc cũng dễ, ông kia thấy ông cười đó mà giấy, trời ơi. À, mình nó đậu kiểu này biết đậu không đậu, chứ xe sẽ quẹo rồi, không có thẳng. The car not straight, the car is not straight, chiếc xe đậu không có dọc theo cái gutter, tức là cái lề đường, nó phải song song với cái lề đường mới được. Nên ông thầy này thường thường ở đậu lần rất đậu lần sau dễ đậu lắm, có nghĩa là cũng thông cảm hay sao mình cũng biết. À, đó đợi nè ông thầy, à, giám sát viên, à, được gọi là instructor. À, ông thầy dạy, ông thầy kiểm tra lấy giấy. Đấy, thấy mô tô không, thấy mô tô không, thấy mô tô đó, mô tô thấy không đó, ồ thấy không, một đoàn luôn đó, trước nữa. Ồ đó, nó hay rủ nhau đó. Ai mà có nên vô cái hội đoàn vậy đó, cái lái xe vậy đó. Ở đây mà có xe ông đa tao ngó dữ lắm, xe hơi không ai ngó. Còn bên mình thì ai có xe hơi ngó dữ lắm. Bên đây xe hơi, xe ông đa đẹp vậy đó. Với Ngân nó cũng
ước mơ sau này nó mà có được, đâu muốn có thể xe Honda thì phải có học lái xe, đấm tiền riêng nữa, chứ không phải là biết xe hơi chạy đó ai biết đâu, mà như phải học. Mà học lái xe Honda hả, hình như luật nó khó dữ, khó hơn nữa. Thì chả lái xe Honda dễ bị tai nạn. Thầy ngồi chổng, nay nghỉ học buổi sáng, nay nó thi thử để học gì đó không biết, mà nó nghỉ học buổi sáng tại vì người ta gọi điện, người ta nói tới giờ thi, thì tới giờ thi không có chuyển được, thì mình xin nhà trường cho nghỉ phép mấy tiếng, thi xong rồi lên chở, biết đậu không? Nó mà đậu chắc thế nào nó cũng có biết ngay ý đồ nó trong đầu lắm. Đã, sẽ nói ba con sẽ lấy xe thì con chạy trường luôn, biết thế nào nó cũng sẽ nói vậy ha. Rành nhỏ này quá mà, đó thằng con rể không có chạy qua, rồi con rể không chạy qua nó mà nó đủ nghề, thằng đầu tiên á nó đủ nghề, nó đổi hết ngày này tới ngày kia vậy. Rồi bây giờ ở trên đồn cảnh sát không cần nó bảo vệ, nó bự con lắm, không cần nó bảo vệ nữa, tại vì sao đó không biết, ông nói sao quên này đó ông thầy á, ông gia à. Ông thầy á, thấy không đó, đang giải thích lý do. Đó. Hello. À, ông nói ông thầy cười dữ quá mà không biết sao. Nè, quay ngang cái bóng ông mập quá là cái bóng đen thui luôn. Đó. Pass. I'm sad. Trời, nó đậu rồi, mệt quá. Đưa cái mặt vô. I'm sad. What happens to you? Đậu hả con? Baby đậu hả con? À. Đậu rồi, vui. Ông thầy kia không thấy mặt dễ chịu không? Ông thầy kia ngầu lắm, ông thầy mặt dễ chịu sợ. Đậu chưa baby? À, đậu rồi, mệt quá. Trời ơi, vậy là ổng linh rồi. Ổng linh rồi. Ai nói ba cha Diệp Linh đâu, tao cầu nguyện cha Diệp cho mày rớt rồi tại sao mày đậu? No, I just pray to the God make her fear fail. I'm serious. Oh no. Sad. Baby, I'm sad. You know why she's sad? Because now she's gone. David. David. Yeah, drive to school. Don't look at me like that. We follow her. Make sure, because I've got to go to Gunga. We go now. We go today. To oh, I think so. Pardon? I have to take Shannon to school. Where's Shannon now? At home. So you got to pick her up. She didn't feel like going to school, but I was like, I'm getting my piece and you're going to school. Oh, okay. See, she only have plan already. I know. When you drive a car, I know you thought about that. Look at this structure is easy. She pay him money to pass. Yeah, I know that. Ô, ông thầy nướng dễ không cho đậu không? Với lại thi ở đây, thi ở gần nhà. Ông kia không mà thi lên trên, thôi nó rung tay rung lạnh ngắt. Cho nên con đậu xe xéo xẹo gì mà con đậu hay thiệt á. Xạo và cú bởi là kỳ này Sana bảo đảm đăng ký đây thi nữa. Ủa sao kỳ rồi con lại thi trên kia? Con làm trên mạng. Cái này con thực điển đây con rồi. David. What? Let her play. You got money?
it to pay petrol, don't support her. There's enough fuel in the car to get her to Maribor or Bundaberg if she wants. Might, whatever.